lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Thưa quý vị, tôi tin chắc rằng là các OG và các Gen Z cũng đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc rất là khác nhau. Và điều quan trọng nhất mà họ có được sau cuộc thi đó là một cái sự khám phá mới, một sự bứt phá cho chính bản thân của mình, bước qua những cái ranh giới mới mà từ trước đó họ chưa bao giờ thử. Và Thành nghĩ là không những chỉ là họ đâu, mà các bạn bên dưới cũng vậy. Mỗi người cũng nên làm một cái gì đó nó khác hơn những gì mà mình đang làm hàng ngày để mình bứt phá những cái giới hạn mới. Phải đứng chân chứ, đã bứt phá thì phải bứt phá từ hôm nay. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc ngay sau đây sẽ được gửi đến quý vị và các bạn thông qua tiếng hát của Vũ Thảo My và khách mời đặc biệt 24K Live. Càng đi xa đôi chân ta càng sắt đá. Trường ngại dạy ta bài học đắt giá. Dù thất bại nhưng lại làm được tất cả. Tập nơi ta là đường chạy marathon. Pram đồng hành cùng ta chưa được xa cô đơn. Chạy đến khi tỏa sáng như kim cương. Cho ngày mai của đời ta sang trường. Đôi chân ta chạy xa hơn chân trời. Bình minh ngày mai có thành công đâm chồi. Không sinh ra từ vạch đích thì hãy bứt phá từ hôm nay. Let's go. In the prom of your life. In the prime of your life. In the prime of your life, yeah. Ngày lên thôi trong vai chờ đợi. Và đêm vương xa tên đến phía mặt trời. Bao đam mê và khó khăn đưa ta vượt mọi lợi nhất. Vượt lên thật nhanh và tới những đỉnh cao. Nhanh lên ta chỉ sống một lần. Và đêm vươn tay kéo giấc mơ lại gần. Vẫn tin ta sẽ tỏa sáng dù chẳng đừng xảy ra nắng. Không sinh ra từ vạch đi. Thì xong em đẹp gái ra em. Hôm nay các bạn thấy My cứ sáng mà đẹp không nhỉ? Hôm nay 24K Ride đến đây với chương trình thì hát một cái bài hát mang năng lượng rất là tích cực như thế. Thì không biết là cái cơ duyên nào giúp cho em cùng với Vũ Thảo My có được cái ca khúc này. Lần đầu tiên cho 24K Ride xin gửi lời chào đến các cô chú, anh chị và các bạn, và cả anh Trần Thành, tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ.
Bài hát này là một bài hát mà em đã viết cách đây nhiều năm rồi, và em chưa bao giờ nghĩ là em có cơ hội được biểu diễn nó trên một cái sân khấu lớn như này. Và hôm nay em rất là vinh dự khi mà được xuất hiện trên sân khấu của Gala Our Song hôm nay ạ. Các bạn thấy không, là đây là những cái người trẻ tuổi và họ luôn luôn sống hết mình với đam mê của mình. Ví dụ như là Vũ Tommy nha, là chúng ta thấy là em có thể đi một cái dòng nhạc khác với cách mà các ca sĩ trẻ trong cùng cái tầm tuổi em làm nhạc. Cái mà chúng ta thấy được của Vũ Tommy là rất là kiên trì với những cái gì mà Mi cho rằng đó là cái taste âm nhạc của mình và đó là cái gu của mình. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta có một Vũ Tommy rất là trưởng thành đang đứng ở sân khấu của Our Song, đúng không ạ? Và ngày nào từ một 24K Ride là một thí sinh của một cuộc thi, ngày hôm nay đứng đây với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, và bất cứ một cái ca khúc nào 24K Ride đưa ra đều nằm trên top trending. Đây là những người họ kiên định với tất cả những gì mà họ làm, và họ đại diện cho những sự bứt phá chính bản thân của mình. Một tràng pháo tay nữa cho sự kết hợp của Vũ Thảo My và 24K Ride hôm nay ạ. Sai đôi chân ta can sát đá, trường ngại giờ ta bài học đắt giá, dù thất bại nhớ lại làm được tất cả. Cùng với ta là đứa chạy marathon, Ram đồng hành cùng ta chưa được xa cô đơn, chạy đến khi tỏa sáng như kim cương, cho ngày mai của đời ta sang trường. Đôi chân ta chạy xa hơn chân trời bình minh, ngày mai có thành công đâm chồi. Không sinh ra từ vạch đích thì hãy bứt phá từ hôm nay. Let's go. In the prime of your life. In the prime of your life, in the prime of your life, yeah. Nên lên thôi, chẳng phải chờ đợi. Bước lên vươn xa, tiến về phía mặt trời. Bao đam mê và khát khát, đưa ta vượt mọi nơi nhất. Vượt lên thật nhanh, bước tới những đỉnh cao. Nhảy lên ta chỉ sống một lần. Bước lên vươn tay, kéo giấc mơ lại gần. Vẫn tin ta sẽ tỏa sáng, dù chẳng đứng dậy xa nắng. Không sinh ra từ vạch đích. Lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.